Trong cái video này thì tôi đưa những cái hình ảnh, sẽ đưa những cái hình ảnh và cả clip nữa để cho bà con thấy. Và tôi cũng tin rằng là thầy Minh Tuệ đã xuất hiện trở lại. Nhưng mà ở một cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số nào đó rất xa nha bà con. Xa Gia Lai lắm. Bởi vì nhiều người người ta không xác định ra được cái vùng này nó nằm ở đâu. Và ở đây ấy, là những người đồng bào dân tộc thiểu số, là họ là hôm kia được phân tích rằng là đây là những người là ED, và cái đồng bào dân tộc thiểu số vùng Gia Lai thì không có người ED. À, như vậy phải chăng là họ thầy Minh Tuệ đã được đưa lên Đắk Lắk, thì cái này mình cũng chưa biết chừng. À, và đây là cái khung cảnh cái nơi mà thầy Minh Tuệ ở, và cũng để không để bà con chờ lâu nữa thì tôi đưa ngay cái clip mà trong này có cái lời thoại, có cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ lên đây để cho bà con xem một đoạn, xong rồi tôi sẽ phân tích tiếp nha bà con. Đây, mời bà con xem nhé. Mới về lại xin cơm. À, khi còn 2 3 ngày nước đập lên ấy, thầy không đi được ấy. À vâng, không có cái thuyền, phải cái thuyền. không có cái thuyền đi ấy thầy. Phải đi cái thuyền. Đập hắn tháo nước. Thì cái tiếng đó, cái đối thoại đó thì nó theo tôi đánh giá thì nó chắc chắn 100% là thầy đã ở trên một cái vùng vùng đất của đồng bào dân tộc thiểu số nào đấy. Đó. Cái này thì có thể tin tưởng được. Tuy nhiên ở chỗ nào thì chúng ta cũng đều chịu. À, chỉ có những người họ bố trí cho thầy lên đó ở thì họ mới biết thôi. Chứ còn là chúng ta thì không thể biết. Và ở trên đây là cái hình ảnh là cái chòi của thầy. À, cái chòi của thầy làm bằng cái tấm bạt xanh xanh đó. Đó. Thì cái chòi là nó đơn sơ. Nó không có cầu kỳ như như trước đây ở chỗ Gia Lai. Bởi vì ở đây cái vùng này có lẽ là nó cái nơi mà nó hiểm hóc quá. Tôi nghĩ có lẽ là nó giáp ranh với cái biên giới Việt Nam Campuchia hoặc là Việt Nam Lào đó. À, tôi nghĩ rằng nó sẽ nằm ở chỗ là Gia Lai, à, ở chỗ là Đắk Lắk. Đắk Lắk, cái vùng mà biên giới đó. À, biên giới giáp ranh với lại là Campuchia đó. À, song song với cái hình ảnh đó thì hình ảnh này cũng được tung ra bà con. Hình ảnh này cũng được tung ra để cho thấy là cái đường lên cái nơi ở của thầy. À, và họ chỉ có tung những cái này rồi theo cái kiểu mà cái góc xa như thế này, do đó chúng ta cũng khó có thể biết. À, và đây là một hình ảnh khác cũng được tung ra, tất cả nhằm chứng minh rằng thầy Minh Tuệ là vẫn còn ổn. Nhưng mà có điều rằng là tất cả chúng ta đều không ai tiếp cận được. Đó. Chúng ta có thể tin rằng những cái hình ảnh này là có thật. Và thầy Minh Tuệ hết sức ổn. Đang đi khất thực. Đang tu tập ở một nơi nào đó. Không xác định. Và ở đây thì bây giờ chúng tôi có thể là khẳng định rằng là nó ở trong biên giới Việt Nam. À, cụ thể là tôi đoán thì chỉ có cái vùng vùng núi Đắk Lắk thôi. À, thì nó cũng yên tâm phần nào. Nhưng có điều rằng là không ai có thể tiếp cận được ngoài những người đồng bào dân tộc thiểu số, người Ba Na này được phân công để giúp đỡ, phần thì giúp đỡ, phần thì quản lý thầy. Chứ còn là những người bình thường như chúng ta thì không thể tiếp cận được. Đó. Và đây mời bà con nghe tiếp. Đập hắn tháo nước, hắn xả nước với hắn đắp lên, hắn đóng lại cái bữa đi cái lũ tinh gần trôi, ướt hết thôi. À, cái chòi đây hả? Dạ. Vâng. Cái đoạn thoại vừa rồi thì bà con nghe rằng là thầy hỏi, à, cái chòi đây hả? Tức là những người đồng bào dân tộc thiểu số này, người ta dắt thầy tới một cái chòi mà họ đã làm sẵn để cho thầy ở đó theo cái lệnh của ai đó, không? Của một thế lực nào đó để dẫn thầy đến. Đó. Và những cái thông tin này được tung ra
để cho các Phật tử là yên tâm. Đó, và những cái thông tin này chúng ta thấy quả thật rằng là nó rất là chân thực, đúng không? Mặc dù chúng ta không thể biết thầy đang ở đâu, nhưng mà cái những cái thông tin này cho thấy cái sự hiện diện của thầy vẫn đang còn nằm ở trong phạm vi của đất nước Việt Nam. Mấy ngày hôm trước thì tôi lo lắng rằng là các thế lực sẽ đưa thầy ra nước ngoài, đưa đến các cái vùng thí dụ như Myanmar hoặc là Campuchia chẳng hạn. Nhưng mà rất may mắn là thầy vẫn đang còn ở trong cái nội địa của Việt Nam ha. Mà khả năng cao nhất là biên giới Đắk Lắk và Campuchia. Đấy. Và bây giờ chúng ta nghe tiếp một cái đoạn nữa nha bà con. Nghe tiếp một cái đoạn. Ướt hết ha. À cái chòi đây hả? Dạ dạ. Ừ. Ừ cái chòi đây. Ừ, nói người làng chứ đừng có nói mấy người kinh biết con ở đây nhỉ. Dạ dạ dạ. Ừ người kinh biết là họ chạy lên. Họ chạy lên á. Đông. Chạy lên quay. Chạy lên quay một chút rồi. Cái đoạn đối thoại thứ tư này cho chúng ta thấy rằng là thầy bảo rằng là thầy nhờ mọi người kia giấu, đừng có cho người kinh biết ha. Thầy nói đừng cho người kinh biết thì ở đây thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy là đây là đồng bào dân tộc thiểu số rồi, đúng không bà con? Bởi vì thầy nói đừng cho người kinh biết. Đã. Thì tính của thầy thì bà con biết rồi, không bao giờ có cái sự giấu giếm gì, vả lại là người tu hành người ta cũng không có đi giấu giếm cái chuyện nọ chuyện kia. Như vậy rằng là ý của những cái người mà đang quản lý thầy, tôi nghĩ có những người quản lý thầy đó bà con, quản lý thầy. Quản lý thầy thì đưa ra những cái thông điệp cho thầy biết rằng là thầy không thể tiếp xúc với những người kinh, thấy không? Hoặc là với những cái gọi là quảng đại quần chúng. Thầy không thể tiếp xúc như vậy, mà thầy chỉ có thể tiếp xúc ở cái trường hợp là với những người đồng bào dân tộc thiểu số này thôi. Cái chi tiết này một mặt nó cho chúng ta thấy cái sự cẩn thận của thầy, nhưng mà mặt khác chúng ta nó cũng cho chúng ta thấy cái thấp thoáng cái sự quản lý, cái ý muốn của những người đang quản lý thầy, của thế lực đang quản lý thầy. Tuy nhiên dù sao nữa thì thầy cũng đã xuất hiện thì một cách mạnh khỏe và chúng ta vui mừng về điều đó. Hy vọng rằng thầy sẽ được bình an.